giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập 21. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Chúng ta vào tiết học trước đã nói đến bác học là học rộng uyên thâm. Ở trong học rộng uyên thâm thì quan trọng nhất là phải học tập từ phương diện cuộc sống. Chúng ta cũng đã nói đến việc trẻ nhỏ phải biết tự lo liệu cuộc sống như thế nào. Từ việc chúng tự mình ra sức làm việc nhà Mà bắt đầu huấn luyện Việc tự chăm lo cuộc sống của chính mình Khi từ nhỏ mà Chúng biết được cách tự mình Quản lý cuộc sống Và sinh hoạt của chính mình Trong lúc chúng lao động thì hiểu được Đối đãi với người Đặc biệt là Biết cảm ơn đối với cha mẹ của mình Bởi vì từ nhỏ đã lao động cho nên sẽ trở nên cần cù Thường thường có thể biết cách lao động Biết chủ động giúp đỡ người khác Vì thế bà các mối quan hệ nhân tế của chúng Cũng trở nên tốt hơn Cũng nhận được sự quan nghênh của người khác Mà trong quá trình lao động đó Cũng sẽ nâng cao được sức ý chí cho chúng Nâng cao năng lực đảm đương công việc Đây cũng là điều đáng thiếu hụt Của trẻ trong xã hội hiện tại Vì vậy mà chúng ta cũng phải huấn luyện Cho trẻ làm các công việc nhà ở trong đời sống thường ngày Điểm thứ hai mà chúng ta nói đến Chính là vấn đề lễ nghĩa ở trong đời sống Cổng phu tử nói Bất học lễ vô dĩ lập Người không có lễ phép Thì sẽ rất khó có được chỗ đứng trong xã hội Có thể thường xuyên vì một câu nói vô ý Một động tác vô ý mà thất lễ Mà đắc tội với người khác Vô tình đã tăng thêm rất nhiều Những trở ngại đối với chính mình Tương tự như vậy Nhưng người có lễ phép thì đi đến đâu Đều được người ta quan nghênh đến đó Lại tăng thêm rất nhiều trợ lực Cho cuộc sống của chính mình Chúng tôi có một người bạn Đã đưa ra một việc Anh nói khi anh qua hải quan Bởi vì nhân viên hải quan Mỗi ngày phải kiểm tra Rất nhiều người Các vị bạn hữu hãy suy nghĩ xem Nhiều đến mức nào Có thể là dài nghìn người cũng có thể mấy nghìn người như vậy mà họ đều làm cùng một động tác xin hỏi các vị có làm được không tính nhẫn nại của bạn có thể duy trì được suốt mấy nghìn người hay không cho nên chúng ta nói nhân đồng thử tâm tâm đồng thử lý những nhân viên hải quan này mỗi ngày làm những công việc như vậy kỳ thực Họ cũng rất mệt mỏi cho nên vì bằng hữu đầy của tôi khi anh ấy qua hải quan Giấy tờ vừa để xuống thì điền cúi đầu rất sâu đối với nhân viên hải quan Chào anh Cái cúi đầu này vừa cúi xuống Thì vị nhân viên hải quan này Rốt cuộc cũng đã lộ ra vẻ mặt tươi vui sáng lạ Và lại chưa xem gì mà đã đóng dấu rồi cho anh con dấu Được rồi anh mau đi đi Cho nên có lễ phép thì rất là được ưa thích Người bạn này của tôi anh cũng rất vui Anh nói khổng phu tử nói đúng là sự thật Đích thực trẻ mà có lễ phép Người có lễ phép thì tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi Giả lại còn được rất nhiều người yêu quý Cho nên học lễ thì nhất định phải học từ nhỏ Chúng ta thường nói mỉm cười khi gặp mặt một người khác mỉm cười là ngôn ngữ mang tính quốc tế Đều có thể thông hiểu được hết Nhưng mà đứa trẻ giả sử từ nhỏ Đối với người đã không có thiện ý đột nhiên bạn bảo nó phải cười một cách sáng lạng thì thật sự là khó khăn muốn cúi đầu với người khác một cách chân thành thì cũng không phải là một việc dễ dàng cho nên chúng tôi trong những lúc lên lớp dạy học trò thì việc cúi đầu chào đã phải cúi hết bao lâu cúi hết hai ba tháng cứ đến khi nào mà cái cúi đầu đó phải xuất phát từ sự cung kính ở trong tâm bởi vì bất kỳ một động tác nào Thì chúng cũng có một tác động qua lại với nội tâm của bạn Cho nên khi chúng ta từ từ thực hiện động tác cuối động như vậy Thì tâm sẽ càng ngày càng kiêm tốn Tâm sẽ càng ngày càng cung kính Đây là từ bên ngoài Từ từ nội hóa vào trong Có một đứa trẻ mới hơn 4 tuổi Chúng tôi dạy đó một cái lễ nghi Đó là khi ăn cơm đo rồi Đứng dậy thì nhất định phải nói với những người ngồi cùng bàn là xin mời mọi người cứ tự nhiên sau đó mới rời khỏi bạn các vị bằng hữu động tác này có quan trọng hay không con người chúng ta là một đoàn thể sống quay quần với nhau tuyệt đối không thể nào một người lại tự sống riêng một mình vậy thì trong quá trình sống quần cư như vậy mà lễ nghi của bạn càng đủ đầy thì việc sống chung dưới mọi người sẽ không dễ gì sanh ra sự gia chạm thí dụ như hôm nay bạn ngồi ăn cơm với mọi người bạn ăn xong trước Không nói một câu nào về một cái Thì đã đi gọi bạn Những người ngồi bên cạnh Bạn sẽ kháo với nhau rằng Có phải hôm nay bạn cãi nhau với bạn gái hay không Có phải không Như vậy một chút thất lễ Dẫu sao cũng là sống chung một đoàn thể Cần phải chào hỏi lẫn nhau Mọi người sẽ không đến nỗi cảm thấy bị mạo phạm Cho nên nếu tập thành một thói quen cho trẻ ngay từ nhỏ Lúc nào cũng biết chào hỏi người khác Biết hỏi hai người khác thì sẽ rất là quan trọng đối với chúng Chúng sẽ luôn nghĩ đến sự cảm nhận của người khác Cho nên có một lần Đúng lúc trường mầm non của chúng tôi Đứa trẻ nào cũng làm như vậy Hình thành được bầu không khí đó Mọi người đều làm rất tốt Giả lại Ngay cả thầy cô cũng phải làm như vậy Mỗi một vị giáo viên khi đứng dậy đều nói với tất cả các em nhỏ là Mời các em dùng tự nhiên Các em nhỏ đều cười rất vui vẻ Vì sao vậy? Vì chúng cảm thấy rất quan hỷ Bạn xem người lớn cũng làm giống như chúng ta vậy Cho nên trong lòng của chúng sẽ khâm phục Dễ như bạn yêu cầu chúng làm mà bạn không làm Khi bạn không có mặt ở đó thì có thể là chúng sẽ không làm Cho nên chúng ta nhất định là phải lấy mình làm gương Làm gương cho trẻ nhỏ xem Đúng lúc có một hôm ăn cơm no xong Còn lại mấy bạn nhỏ vẫn chưa ăn xong Đứa trẻ này mới 4 năm tuổi thôi Thế là nó đứng dậy Rồi nói với bàn ghế và cái đèn là Mời mọi người cứ tự nhiên Giáo viên ở bên cạnh cũng phải bật cười Chúng ta từ chỗ này mà xem thấy Sự nghi thơ của trẻ con Một người cầu học vấn Khi mới bắt đầu không phải học linh hoạt ứng biến Mà mới bắt đầu trước tiên phải học một cách thành thật Chúng thành thật như vậy thì vì sao mới có thể y giáo phụng hành cho nên lễ là một khoảng cách tốt đẹp nhất giữa con người với nhau trong tiết học trước chúng ta đã nói đến lễ nghi chào hỏi lẫn nhau trẻ con chào hỏi với người lớn khoảng cách đó phải nắm vững trong lúc cúi đầu chào thì ánh mắt phải nhìn vào người lớn khi cúi đầu xuống và nói con chào chú rồi ngẩng đầu lên đây đều là từ động tác cho đến ánh mắt Chỉ thực bản chất quan trọng nhất Chính là một chữ kính Tâm cung kính Lễ là nghi thức bên ngoài Nhưng mà bản chất là gì? Tâm cung kính Cái gọi là lễ kính Quan trọng nhất là cái tâm cung kính này Nhất định phải đề khởi dậy Rất nhiều trẻ nhỏ bạn không dạy chúng những lễ nghi này Nhưng mà chúng đối với người lớn có tâm cung kính Hành vi chúng biểu hiện ra thì bạn vẫn sẽ cảm thấy dễ chịu Lúc trước chúng ta đặt nhắc đến việc chào hỏi Tiếp đến là tiếp đại khách cũng là phải có lễ nghi Có một lần giáo viên chúng tôi đang dạy các bé việc lễ nghi Cũng là từ lúc bắt đầu khi khách bước vào cửa bằng vậy chúng gõ cửa phải gõ mấy tiếng Gõ ba tiếng Giả lại không thể gõ một cách dồn dập bằng gõ quá dồn dập Truyền như những người ở trong nhà Khiến cho họ cũng cảm thấy khẩn trương Trong lúc có thể họ đang bận chuyện gì đó Nếu không nhanh đi mở cửa được cho bạn Thì trong lòng họ sẽ bồn chồn Vì vậy mà gõ cửa Cũng phải thông thả một chút Chỉ gõ ba tiếng thôi Khi mở cửa gặp khách phải cúi đầu chào Chào cô, chào chú Khi vừa dậy xong Bữa trưa ăn cơm Đúng lúc có một gì đến Người gì này vừa mở cửa Sáu đứa trẻ liền tranh nhau ra đón khách Cho nên khi chúng ta dạy trẻ nhỏ Mà còn kết hợp với đời sống Thì trẻ sẽ học một cách thích thú Cho nên cánh cửa vừa mở Sáu đứa trẻ cùng nói Con chào gì Khiến cho người gì này cũng không dám bước vào cửa cô gọi là được sủng ái mà lo sợ trước giờ chưa được khoản đãi thịnh tịnh như vậy khi bước vào cửa thì bọn trẻ giúp cô tháo giày đặt đôi giày sau cho khi người dì này bước ra thì có thể trực tiếp sợi chân vào cho nên mỗi một lễ nghi đều hàm chứa bản chất của việc suy nghĩ cho người khác cho nên người dì vừa bước vào cửa thì các bé liền nói mời dì ngồi Đưa người dì này đến chỗ ngồi xuống Giả như đứa trẻ nói Dì ơi, dì đi lại đằng kia ngồi Vậy thì lễ này vẫn chưa thông Cho nên Dẫn người dì này đi đến tận chỗ ngồi Sau khi ngồi xong thì lập tức đi rót nước Sau đó thì mời dì uống nước Đây chính là lễ nghi tiếp đãi Khi các con cái, các dì Đón tiếp người lớn như vậy Tiếp đón khách đến nhà Ấn tượng của khách về những người lớn trong nhà là gì Họ sẽ cảm thấy đứa trẻ này thật có gia giáo Rất có giáo dục Chúng ta khi còn nhỏ Rất sợ người ta nói Mình là không có giáo dục Bị người ta nói không có giáo dục Thì bất luận là đang làm điều gì Cũng đều lập tức dừng lại Bởi vì rất sợ việc cha mẹ là Người có ân rất lớn với chúng ta phải xấu hổ Thật sự là không nên chút nào Cho nên lễ nghi Tiếp đãi người khác trong hầu hết trường hợp thông thường thì những lễ nghi này cũng không thể mất đi. Thí dụ như trường hợp ăn cơm với người lớn, người lớn trước, người nhỏ sau. Chứ con hiện tại đi đến bàn ăn thì ngồi xuống ngay. Đều không cần xem người lớn đã ngồi hay chưa. Cho nên khi đứa trẻ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình thì tâm cung kính của chúng ở đâu chứ? không còn nữa Trẻ nhỏ mà ngay từ nhỏ tâm cung kính đã không còn Thì khi lớn lên có thể tìm lại được hay không? Sẽ rất khó Cho nên chúng tôi hiện tại luôn muốn tìm được một đứa trẻ thật sự có lễ phép Cảm thấy thật không dễ tìm Trường mầm non của chúng tôi ở thẩm quyến dựa vào văn hóa truyền thống để dạy cho trẻ Khi đi ra ngoài đều thu hút được chú ý của người khác bởi vì khi trên đường gặp người lớn thì chúng sẽ cúi chào sâu 90 độ. Thậm chí là có một số trẻ tuổi cũng còn rất nhỏ thì chúng chào còn hơn 120 độ, đầu sắp đụng vào chân. Thế là những người ở trên đường nhìn thấy đều cảm thấy kinh ngạc và sau đó là ánh mắt tán thán. Bây giờ lại còn những đứa trẻ cung kính với người lớn như vậy. Khi ăn cơm chung thì nhất định là người lớn ngồi trước, người nhỏ ngồi sau hoặc ăn uống hoặc đi đứng người lớn trước người nhỏ sau cho nên ăn thì nhất định là người lớn ăn trước mới đúng học trò mẫu giáo của chúng tôi khi cùng nhau ăn cơm chúng còn biết gấp thức ăn cho người lớn nữa có một bé nhập học được hai tuần khi về nhà và ngồi ăn chung với gia đình lúc đó khi bắt đầu ăn nó liền giúp ông nội bà nội gấp thức ăn những vị ông nội bà nội là người không tán thành lắm vấn đề văn hóa truyền thống khi hành động này thực hiện một đứa trẻ mới được dạy chỉ hai tuần lễ mà khác biệt quá lớn rồi luôn nghĩ đến ai trước nghĩ đến người lớn trước nghĩ đến ông bà trước dần dần những người lớn này liền sẽ chấp nhận vấn đề học tập những giáo huấn theo truyền thống nâng cao thái độ làm người xử sự của con trẻ trong quá trình chúng ta dạy trẻ Thì cũng phải nói với chúng Ngồi phải biết đâu là Chỗ ngồi chính Chúng sẽ biết được Chỗ ngồi nào phải để cho người lớn ngồi Bởi vì chỗ ngồi chính phải là Người nắm được tình hình Của cả bữa ăn cơm đó Phải ngồi ở chỗ đó Thường thường đại đa số Đều là vị trí ngồi đối diện với cửa chính Vị trí đó là vị trí ngồi chính Bọn trẻ của chúng tôi Đều biết chừa cái vị trí đó lại Khi giáo viên vừa bước vào Chúng trước tiên sẽ đứng dậy hết Để giáo viên ngồi xuống xong Mới ngồi xuống Đúng lúc ngày hôm đó Tôi từ Hàng Châu trở về Tôi bước vào thì chúng cũng đứng dậy Sau đó khi tôi ngồi vào vị trí ngồi chính Thì chúng bắt đầu chuyển bàn Tôi liền nói làm gì mà phải chuyển bàn vậy Chúng nói bởi vì trên cái bàn đó có dày điều nội quy Mà mấy dòng nội quy đó đối diện với vị trí ngồi chính thì cảm thấy hơi thất lễ cho nên chúng nhìn thấy tôi vừa ngồi xuống thì liền di chuyển đi đến khi nào không còn đối diện với tôi nữa cho nên các vị bằng hữu bọn trẻ không chỉ thành tựu được tâm cung kính mà còn thành tựu được tâm chu đáo và sức quan sát của chúng cứ như vậy mà khơi dậy từng chút từng chút một tôi từng nghe được có một vị Chủ quản của một xí nghiệp Có một lần Ông tiếp đón khách đến từ Quảng Đông Khi tiếp đại khách Quảng Đông Thì nhất định phải gọi món ăn gì vậy Đương nhiên là gọi món ăn Quảng Đông Ông đưa theo vài người nhân viên Những người nhân viên này là người Hồ Nam Người Hồ Nam thì khẩu vị ăn uống rất là cay Người Quảng Đông thì lại không ăn cay đến như vậy Kết quả sau khi đưa đi theo Dũng ý của người chủ quản này khi đưa họ theo là gì vậy? Đương nhiên là Đương nhiên là giúp tiếp đại khách Không lẽ nào lại đưa họ đi ăn cho thỏa một bữa phải không? Cho nên bạn xem Thanh niên hiện nay rốt cuộc là Có biết thân phận và vai trò của mình hay không? Họ ở nhà thì có biết được thân phận vai trò mình là Con cháu như thế nào hay không? Họ có biết vai trò mình là Cấp dưới trong công ty như thế nào không? Đó đều là phải từ trong lễ nghi của chúng ta Từng chút một hình thành nên cái thái độ đó Không phải là do bạn vậy Nên chỉ trong chốc lát Thế là đưa họ cùng đi như vậy Không chỉ là không giúp tiếp đại khách Mà còn ở đó nó món ăn này khó ăn thế nào Người thì ở đó chỉ món ăn kia khó ăn ra sao Đúng lúc có một món ăn rất là cay Họ nhìn thấy thì rất là phấn khởi Món ăn vừa dọn lên Thì đương nhiên là Người lớn phải ăn trước và cũng phải để khách ăn trước thế nhưng lại dời đến trước mặt và cứ thế mà ăn ông chủ ngồi bên cạnh nhìn thấy liền về thức ăn đến trước mặt khách thế nhưng chưa được bao lâu thì họ đã dời về, về phía họ ông chủ cũng không biết phải làm sao hiện tại thanh niên đều không biết những lễ nghi cơ bản này không hiểu được bởi vì không có cái tâm luôn suy nghĩ cho người khác nên thất lễ nên tự tư cho nên các vị bằng hữu nếu con cái các vị vì sao được rất nhiều ông chủ nhiều công ty trọng dụng thì bài học lễ nghi này không thể nào không học khi ông chủ đưa họ đi cùng thì ông chủ sẽ cảm thấy thoải mái vì chúng sẽ biết cách chăm lo mọi chuyện đâu vào đấy bạn sẽ biết họ sẽ dùng ai cho nên chúng tôi có một người bạn anh nói mỗi lần có việc thì ông chủ đều thích tìm anh Vì sao vậy? Vì anh bất cứ lúc nào cũng biết vào lúc nào thì nên chăm trà Mà còn chăm một cách rất tự nhiên Người ta cũng cảm thấy rất dễ chịu Lúc nào cần phải giúp gấp thức ăn thì đều không cần phải gọi bởi vì từ nhỏ đã quen làm Đây là lễ nghi của việc tiếp đãi Khiến cho người khách cảm thấy hài lòng tự nhiên là như ở nhà Như vậy thì bầu không khí sẽ như một nhà chỉ cần có hòa khí thì công việc sẽ làm được thuận lợi và thành công cho nên việc đón tiếp khi gặp mặt thì phải học cái lễ nghi này mà việc học lễ nghi này thì phải dựa vào cha mẹ và thầy cô nhắc nhở dạy bảo chúng ta trong cuộc sống thường ngày đây là phải có tâm nhẫn nại tiếp đến là nghe điện thoại cũng là việc tiếp khách lệ nghĩa của việc nghe điện thoại cũng phải dạy các vị bằng hữu ở đây có ai đã dạy con mình cách nghe điện thoại rồi thì mời giơ tay bởi vậy Người lớn chúng ta thường hay cảm thấy Có rất nhiều việc thật sự là quan trọng Nhất định phải dạy Nói ra thì Đâu đâu cũng có đạo lý Dạy làm người là việc quan trọng nhất Rốt cuộc thì trong gia đình và ở trong trường học Thì chúng ta có dạy hay không Có dạy hay không Tâm của chúng ta quá sốc nổi rồi Cũng như chúng tôi là giáo viên vậy Rõ ràng biết là làm người làm việc rất quan trọng Nhưng mà mỗi ngày đều đang ở đó tranh thủ tiến độ Tranh thủ đến nỗi tâm cũng trở nên sốc nổi Tâm mà sốc nổi thì sẽ không nhìn thấy được Những cơ hội dạy dỗ trong cuộc sống Hôm nay chúng tôi từ bên công viên Cửu Long đi qua Phía trước hồ bơi có một lối đi nhỏ Lối đi này cũng khoảng 20 mét Lối đi đó khá rộng Nhưng đã bị một nhóm các đứa trẻ đứng ở đó chặn mất lối đi các giáo viên thì bị chặn lại thành một hàng bởi vì lối đi đã bị kẹt cứng đó là thất lễ nhưng mà các giáo viên có nghĩ đến hay không không hề nghĩ đến cho nên đã để cho bọn trẻ điều gì chỉ cần chúng tôi muốn làm gì thì làm không hề suy nghĩ đến những hành vi này những động tác này xem có ảnh hưởng đến người khác hay không cho nên đích thực là dạy con dạy cái thì trước phải tự dạy mình dạy học trò thì người làm thầy chính mình phải học trước thì mới được nếu không thì rất nhiều cơ hội căn bản sẽ không thể nắm giữ cho nên việc tiếp điện thoại cũng là lễ nghi rất quan trọng giả sử như Nói đứa trẻ bắt máy một cuộc gọi đến nhất định phải chào hỏi người đối phương xin chào xin hỏi chú cần gặp ai ạ à? người bên kia thí dụ như muốn gặp ba ồ oh, vậy xin chú vui lòng được một chút Cháu sẽ đi gọi ba của cháu Như vậy thì có thể đi gọi ba được rồi Nếu như ba không có ở nhà Thì chú ơi xin lỗi Hai vị ơi xin lỗi Ba của cháu không có ở nhà Như vậy có thể xem là xong được chưa Vẫn chưa Trong điện tử quy của chúng ta nói Người lớn gọi Mình gọi thay Nếu người ta tìm ba của mình Đương nhiên chúng ta phải nhanh chóng đi thông báo cho a biết Người không có Mình làm thay Ngày xưa thì không có điện thoại Cho nên nếu ba của bạn không có ở nhà Thì đương nhiên phải đi đến trước mặt khách mà nói Thưa chú ba của con không có ở nhà Xin hỏi chú có việc gì hay không Con có thể giúp truyền đặt lại hay không Như vậy thì mới làm xong việc được viên mãn Cho nên không xem thường cái thói quen này Người hiện nay làm việc thường thường có đầu mà không đuôi Dường như là tôi đã bàn giao rồi Dù gì thì tôi đã có làm rồi Ngay từ nhỏ thì đã không biết cách kết thúc công việc rồi cho nên lễ nghi mà từ đầu đến cuối khiến cho người khác cảm thấy yên lòng khiến người khác cảm thấy dễ chịu đây chính là một cái cơ hội học tập quan trọng nhất cho nên liền nhanh chóng hỏi xin hỏi chú có việc gì hay không ạ à, cháu có thể nói là với ba hay không hoặc giả là nói nếu như chú cần gấp thì chú có thể gọi vào điện thoại di động của ba cháu số điện thoại của ba cháu là gì gì đó nếu như có đứa trẻ tiếp nhận cuộc gọi của bạn như thế phản hồi như vậy tin là chúng ta nghe xong thì như thế nào thì sẽ rất dễ chịu bạn có cần một đứa trẻ như vậy hay không làm việc gì cũng đều biết cách kết thúc tốt đẹp công việc đó những năng lực này thì rất là quan trọng cho nên ngay cả việc tiếp nhận điện thoại cũng phải học tập cũng phải được dạy bảo các vị bằng hữu gần đây nhất có đứa trẻ nào tiếp điện thoại của các vị hay không tiếp như thế nào nhấc máy lên Alo tìm ai Mẹ của cháu có nhà không vậy Không đi đâu không biết Thế là cúp máy Bởi vì chúng nghĩ là Chúng đang xem truyền hình Không biết chịu khó Cho nên những điều nhỏ nhặt như vậy Trong cuộc sống đều phải nhờ vào thầy cô Và cha mẹ chúng ta nhắc nhở chúng Mà khi chúng thật sự làm được rồi Thì chúng ta phải tùy thời khắc Thích hợp để khẳng định Công nhận việc đó của chúng Khích lệ chúng Chúng sẽ càng làm càng quan hỷ Tiếp đãi phải có lễ nghi Tiễn khách cũng phải có lễ nghi Một giáo viên của chúng tôi Khi khách ra về Anh đều sẽ đứng ở đó Chờ cho đến khi người khách rời khỏi Thì anh mới đi Đúng lúc có một số phụ huynh đến tìm vị giáo viên đó. Sau khi xong việc, thấy vị giáo viên này cứ đứng ở chỗ đó tiễn, trong lòng họ cảm thấy rất là cảm động, có thể cảm thấy được sự tôn trọng của vị giáo viên này đối với họ. Khi bằng thật sự là chân thành làm ra những việc lễ phép này, thì sẽ thường khiến cho người khác trong lòng cảm động và quan nghĩ. Bởi vì trong đệ tử quy có một câu nói, tiễn người đi hơn trăm bước Đây chính là lễ nghi của việc tiễn khách Tôi có một lần Tiễn dài người bạn đi Khi tôi dùng ánh mắt để tiễn đưa họ Bởi vì con người với con người duyên phận rất khó được Có thể nhìn thấy những người bạn bước đi về Trong lòng cũng cảm thấy rất dễ chịu Kết quả là lúc họ đón xe trở về nhà Khi đó thì Có một giáo viên nữ Một phần chiếc váy của cô ấy Khi đóng cửa Lại đã bị kẹt ở bên ngoài tôi liền lập tức gọi điện thoại cho cô nói là váy của cô vẫn bị kẹt lại bên ngoài cửa cô liền kéo nó vào trong cô ấy trong lòng cũng rất cảm động vì sao vậy chúng tôi vì sao nhìn thấy được váy của cô bị kẹt ở cửa gì chúng tôi cùng ánh mắt nhìn theo để tiễn người đi hơn trăm bước bản thân chúng ta dạy người khác làm như vậy thì bản thân cũng phải làm cho được trong quá trình dạy lễ nghi thì có một cái phương pháp rất hay chính là phải trực tiếp để cho học sinh để trẻ nhỏ được làm thực tế chúng sẽ làm một cách rất hứng thú trong quá trình tiễn khách chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho trẻ để cảm nhận được cảm giác của người khách chúng tôi chọn ra hai bạn nhỏ một người làm chủ nhà một người làm khách khi đưa tiễn đến cửa thì bảo người bạn nhỏ đó nói tạm biệt lập tức đóng cửa lại luôn sau đó thì tất cả các bạn nhỏ đều cười lên tiếp theo chúng tôi mở cửa ra mời người bạn nhỏ làm khách đó vào vừa rồi chủ nhân tiễn em mà lập tức đóng cửa lại thì em có cảm nhận như thế nào bạn khách nhỏ này nói hình như là chủ nhà nóng lòng muốn em về càng nhanh càng tốt em lần sau sẽ không đến nữa vì vậy trong quá trình thực hiện phải để cho chúng cảm nhận được thực tế của người khác Sau đó chúng tôi tiến thêm một bước Nói là vì các bạn nhỏ chúng ta phải nên tiễn khách như thế nào Thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy nhà mình như nhà của họ Như thế nào để người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu Và lúc này chính là dùng một phương pháp thảo luận Để học trò cùng nhau tham dự buổi học này Các em nói là Phải tiễn đến cửa thang máy Chúng tôi liền hỏi Giả như không có thang máy thì làm sao Chúng nói thì phải tiện đến cầu thang lầu Khi đi khuất khỏi cầu thang rồi thì mới quay trở lại Đây chính là Để cho chúng được đích thân học tập Các lễ nghi tiễn khách Tất cả các lễ nghi khác Trong cuộc sống đều là như vậy Khi chúng ta ở nhà cũng vậy Hoặc giả là ở nơi công cộng cũng vậy đều luôn nhắc nhở trẻ phải biết giữ lễ. Thí dụ như nói chúng ta bước ra khỏi thang máy rồi, khi chúng ta đứng đợi thang máy thì phải đợi như thế nào? Đợi như thế nào? Nhất định phải nghĩ đến việc người trong thang máy ra thì nhất định phải đi ngay. Cho nên nhất định phải đứng sang hai bên. Những việc nhỏ nhặt này đều là lễ nghi, đều là đặt mình vào người khác để mà suy nghĩ. Trong những tình tiết nhỏ như vậy trong cuộc sống Bạn nên luôn luôn nhắc nhở con cái phải biết suy nghĩ cho người khác Vì thì chúng sẽ đề khởi được tâm cung kính Biết suy nghĩ thay cho người khác Lễ nghi của chúng cũng sẽ làm được thật sự tốt Cho nên việc giáo dục Ở trong cuộc sống nào là cũng vậy Nhất định phải học rộng trong cuộc sống thường ngày Luôn luôn lưu tâm đến học vấn này Để học tập Giả như trong lúc cầu học vấn của Thánh Hiền thì việc học rộng này là đợi sau khi đã nắm được cương lĩnh giáo huấn của Thánh Hiền thì mới bắt đầu học rộng. Điểm này rất là quan trọng. Bởi vì bạn có thể nắm được cương lĩnh thì bạn mới biết được trọng điểm của giáo huấn Thánh Hiền là ở đâu. Giống như khi bắt đầu mà bạn học một cách hỗn tạp thì bạn sẽ đi vào không đúng cửa. Cho nên việc học rộng về cơ bản là sau khi đã xây dựng nền tảng học vấn thánh hiền được 5 năm thì mới học rộng cho nên tam từ kinh nói giáo chi đạo quý dĩ chuyên mà học chi đạo cũng quý dĩ chuyên dạy học phải có thể chí đồng đạo hợp dạy học cầu học phải có thể có được thành tựu đây chính là phải có sư thừa nhất định phải có thầy truyền thừa thì mới được cũng chính là sư đạo người hiện nay cầu học thì có sư thừa hay không chúng ta hiện tại xem thấy có rất nhiều người đọc sách rất nhiều người đang thâm nhập kinh điển trong lúc bạn nói chuyện với họ thì họ có thường nhắc đến thầy của mình hay không rất ít vì cơ bản nếu họ có hứng thú thì họ tự mình sẽ xem sẽ đọc có một gì giáo viên còn rất trẻ chỉ mới hai mươi mấy tuổi cậu học qua rất nhiều kinh điển nhiều hơn tôi rất nhiều nào là lão tử mặt tử cậu đều xem lương khải siêu tu thức xem sách thực sự là rất nhiều ngày đầu tiên cậu đến nghe giảng vẻ mặt rất gạo mạng không có vẻ gì tươi vui Sau đó nghe được Năm ngày Ngày thứ hai, ngày thứ ba thì thái độ đã chuyển trở lại Cậu nói ngày đầu tiên nghe tôi giảng Thì đã soi bói tôi ra được bốn cái khuyết điểm Bạn xem cậu đến nghe giảng là mục đích gì vậy Sau khi cậu nghe xong buổi sau cùng Thì có một cảm giác cậu vốn là nghĩ học chứng của thánh hiền thì phải là người có trình độ như cậu thì mới có thể học được cậu nghe bài giảng của chúng tôi đã đem những học vấn của thánh hiền nói ra một cách gắn liền với cuộc sống như vậy cậu cảm thấy rất là khó chịu nói ra trở nên đơn giản như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu khi một vị giáo viên nói về đoạn hồi thoại này trên thực tế là một việc khó khăn đáng quý cậu đã đem phần tiêu cực trong tâm mình để bày tỏ ra rồi Vậy là Cậu phát hiện Nếu như có đọc sách nhiều hơn đi nữa Nếu không có thực tiễn được và nói Thì nhất định sẽ tăng trưởng thêm sự ngạo mạn của mình mà thôi Mà cậu học lại hỗn tạp đến như vậy Là bởi vì không có người thầy chỉ bảo Cậu học được nhiều như vậy mà không có áp dụng thật sự một người thầy tốt thì sẽ để cho học trò của mình học tập như vậy hay sao không thể nào cho nên trong xã hội hiện tại chỉ cần bạn học tập học vấn của thánh hiền thì nhất định sẽ có bậc thầy chỉ dẫn khi bạn học một người nào đó mà người đó không có thầy vậy thì bạn cũng đừng học ở họ ở trong thời đại như hiện nay chánh pháp không có người nói tuy biết nhưng không thể hiểu không thể có người nào có thể tự mình không thầy mà tự thông hiểu hiện tại ngoài chợ có rất nhiều người đều nói ra kiểu đạo lý này học vấn đều là tự bản thân tôi ngộ ra được rất nhiều người nghe được thì khen ồ oh, anh ấy thật là lợi hại thật là đáng sùng bái nhưng thực tế thì phải cẩn thận đó là gạt người cho nên hiện tại có rất nhiều người trong văn hóa truyền thống cũng vậy hoặc giả là trong giới tôn giáo rất nhiều đều là treo đầu dê bán thịt chó chúng ta phải có con mắt phán đoán người thầy như vậy có tốt hay không làm thế nào để phán đoán một người có phải là có đức hạnh hay không một người nào đó có đáng đi bàn học tập hay không có thể từ về góc độ để mà xem thứ nhất là là tâm của họ có phúc hậu hay không học vấn của khổng phu tử đều là lấy một chữ nhân để làm trung tâm mà nhân không phải là để ở trong luận ngữ hay để ở trong đại học mà nhân là ở chỗ nào là áp dụng vào trong mọi việc giao tế qua lại với người khác trong cuộc sống hàng ngày thứ hai là phải khiêm tốn khiêm tốn học vấn thâm thời ý khí bình người càng có học vấn thì tâm bình khí hòa tuyệt đối sẽ không có ngạo mạn cho nên nói bông lúa nào càng no hạt thì đầu nó cúi xuống càng thấp trong văn hóa truyền thống thì ảnh hưởng sâu xa nhất chính là chí thánh tiên sư khổng lão phu tử mà phu tử ở trong luận ngữ của Ngài có một câu nói rất quan trọng Phu tử nói Ngài là Thuật nhi bất tác Thuật nhi bất tác Phu tử cả đời tất cả giáo huấn của mình Ngài nói không có cái nào mà Ngài tự phát minh ra Không có cái nào mà Ngài sáng tạo ra cả hết thảy đều là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền truyền thừa trở lại cho nên phu tử vô cùng khiêm tốn mà lịch sử nhiều đời thánh hiền nhân của chúng ta cũng y theo cái tinh thần khiêm tốn này của phu tử chúng ta người trung quốc tuyệt đối không có việc giữ tất cả bản quyền cấm sao chép mọi hình thức bởi vì trong lúc những người viết ra các văn chương này thì thánh hiền có cái tâm là gì vậy có phải tâm của các ngài nghĩ là ta phải lấy một ít tiền học phí mới được không không phải mà trong tâm các ngài suy nghĩ là hy vọng những giáo huấn này có thể lợi ích cho người khác họ đã dùng tâm thái như vậy để mà viết ra cho nên đối với rất nhiều đạo lý nhân sanh vũ trụ thì ngộ giải được rất sâu hiện tại phương tây chúng ta là đang học giáo dục rất nhiều lý luận trong tâm lý học và giáo dục phương tây họ đều nói là điều này là do một nhà tâm lý học nào đó phát minh ra Cái kia là do ai phát minh ra Kỳ thực những lý luận tâm lý học này Thì trong kinh điển Của người chúng ta từ mấy nghìn năm trước Đã viết ra rồi Đương nhiên Lão Tổ Tông của chúng ta sẽ không đi tranh chấp bản quyền với người ta rồi Chỉ hy vọng là Làm sao mau chóng Lợi ích cho cuộc sống của người khác Đây mới là trọng điểm cho nên chúng ta phải nên đi quan sát ngoài việc nhân hậu ra họ còn phải thật khiêm tốn chúng ta cũng có thể từ việc quan sát Người thầy này có phải là người lấy thân làm gương lời nói giống như việc làm hay không? Việc này rất quan trọng bởi vì người hiện nay tình cảm đặc biệt phong phú. Vừa mới nhìn thấy vị thầy này, được những người ở bên cạnh ca tụng công đức một hồi thì bạn liền quỳ hai đầu gối xuống rồi, đều còn chưa biết lai lịch của người đó như thế nào. Đây là chưa có đủ lý trí cho nên phải quan sát tất cả hành vi động tác xem có phải là lời nói đi đôi với việc làm hay không chúng ta không thể làm việc theo cảm tình phải làm việc bằng lý trí có thể làm được thì mới gọi là thánh nhân họ mà làm được rồi mới nói như vậy thì bạn sẽ khâm phục từ tận đáy lòng còn nói xong rồi sau đó mới làm được thì gọi là hiền nhân còn nói xong rồi mà lại không làm được thì gọi là gạt người vì vậy mà kẻ lừa gạt hiện nay rất nhiều các vị bằng hữu nhất định phải chú ý quan sát có một số nhà sáng tác rất được xã hội đại chúng hoan nghênh khi những độc giả phát hiện ra vị sáng tác gia này phẩm đức không tốt Thì tập thể liền đem sách Của người đó ra đốt sạch Kỳ thực là Phải Trách nhà sáng tác Hay trách người đọc giả Bạn là đọc giả thì phải đi quan sát Dân từ và việc làm Của họ có tương ưng hay không Và lại nói thật là Cho dù không tương ưng Thì bạn cũng không cần phải đem sách của họ đi đốt bỏ Gần người hiền tốt vô hạn Những lời họ nói nếu như rất có đạo lý Thì bạn vẫn có thể làm cho tốt Nhìn thấy họ lời nói không như việc làm Thì chúng ta hiểu được Đích thực là học vấn chân thật Vẫn có thể thực hiện Vẫn có thể thực tiễn Đối với chúng ta cũng phải nên dùng tâm Khoan dung để mà đối đãi Khi chúng ta đốt sách thì trong nội tâm rất căm phẫn vì nếu căm giận thì chỉ có hại bản thân mình mà thôi đâu cần phải như vậy chứ trước mắt trong cái xã hội này tình hình tương đối phức tạp cũng là phải dựa vào chính mình quan sát cho tốt sau đó hãy theo học với người này mà nếu bước vào giai đoạn học tập tốt rồi việc sư thừa của người trung quốc chúng ta đặc biệt nhấn mạnh ba sự việc là ba sự việc gì giáo sư thích tịnh không khi ngài cùng với lão sư của mình chính là lão sư lý bỉnh nam khi lần đầu tiên gặp mặt lão sư lý đã đưa ra ba điều kiện ba điều kiện này chính là sư thừa mấy nghìn năm của người trung quốc Điều kiện đầu tiên là chỉ nghe Một lão sư Mà thôi Người khác giảng đều không thể nghe các vị bằng hữu điều đầu tiên này thì người hiện nay có dễ dàng làm được hay không thật không dễ gì rồi người hiện tại rất thích sự mới mẻ thích nghe càng nhiều càng tốt cho nên chúng ta thường nghe thấy rất nhiều bằng hữu nói chuyện một người nào đó cũng rất là tốt một người mà nghe đến bốn năm vị thầy mà nói mỗi một người lại chỉ cho một con đường để đi hai vị thầy thì sẽ chỉ hai con đường đi ba người thầy vậy là có ba con đường bốn vị thầy thì sẽ biến thành ngã tư đường vậy thì phải đi theo hướng nào đây cho nên chỉ nghe một vị thầy giảng mà thôi lão sư sẽ chịu trách nhiệm đối với bạn đương nhiên bạn chọn vị giáo viên cho mình thì nhất định phải có học có tu và lại là người đã từng trải Họ đã đi qua rất nhiều con đường chính xác Bằng mà theo học thì có sự đảm bảo Không có vấn đề gì Cho nên điều đầu tiên là chỉ được nghe một mình họ giảng Điều thứ hai Mà lão sư đã đói với Ngài thích tịnh không Đó là tất cả sách Mà Ngài Muốn đọc đều phải thông qua sự đồng ý của lão sư Vì sao lại có quy định như vậy chứ Kỳ thật Trong khi chúng ta lãnh hội giáo huấn của lão sư Không nên Trước tiên nghĩ đến chính mình Có bằng lòng làm hay không Mà trước tiên phải nghĩ đến tâm của lão sư Dụng tâm của ngài là gì Bởi vì sao lão sư lại yêu cầu chúng ta như vậy Nhất định là có chỗ lợi ích Không nên chỉ nghĩ như vậy Thì chúng ta rất khó chịu Mà không hề nghĩ đến việc yêu cầu này của lão sư Phía sau đó là một tấm lòng yêu thương Kỳ thực điều thứ hai bảo chúng ta Tất cả những quyển sách muốn xem Phải được lão sư đồng ý Cái này là muốn đề phòng chúng ta xem xem tạp Đề phòng chúng ta tiếp nhận phải sự ảnh hưởng Của những tư tưởng không chính xác khác Thứ ba là Tất cả những thứ đã học được Từ trước đến nay không được thừa nhận Toàn bộ làm lại từ đầu Điểm này thì muốn chế phục tâm ngạo mạn của chúng ta có một người giả sử vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn còn đáng tự hào kiêu ngạo cũng giống như là một ly nước muốn đầy mà không đầy được cứ lắc qua lắc lại cho nên muốn đổ thêm nước thì cũng bị văng lại ra ngoài cho nên vẫn cứ còn là nước nửa ly cho nên lão sư mới nói tất cả những thứ học từ trước đều không được thừa nhận kỳ vọng chúng ta có thể đem cái tâm ngạo mạn buông xuống để cho tâm thái trở về số không sau đó lại dùng cái tâm khiêm hư để mà tiếp nhận giáo huấn của lão sư vì vậy ba điểm này chính là sư thừa mà pháp sư tịnh không sau khi thực hiện được ba tháng thì đã đến nói với lão sư ngài Ngài nói thưa lão sư Người bảo con giữ 5 năm Con không chỉ sẽ giữ trong 5 năm Mà sẽ giữ trong 10 năm Vì sao Ngài muốn giữ 10 năm vậy Bởi vì sau khi giữ được 3 tháng Thì cả tình hình của việc học tập trở nên tốt Tâm thanh tịnh Không bị bên ngoài ô nhiễm Mà chỉ nghe theo dấu hướng của mỗi lão sư Chỉ có thể nhanh chóng nắm được Tất cả cương lĩnh của Thánh Hiền cho nên Sâu sắc thể hội được Cái tâm thương yêu Cùng cái tâm vốn có Của lão sư Cho nên tự mình muốn giữ thêm 5 năm nữa Cho nên trong 5 năm này Chỉ một môn thâm nhập Chính là trồng xuống cái gốc thật chắc Sau 5 năm đó Bạn tiếp xúc với những kinh điển khác Thì bạn sẽ tự suy ra mà biết Vì vậy mà Ở điểm này thì bạn phải kiên trì Chúng ta là người học tập quyển đệ tử quy Thì phải học trong bao lâu Học cả đời Xin cho dì đầy một tràng pháo tay Đệ tử quy là Nắm hết cương lĩnh của giáo hướng thánh hiền Mấy nghìn năm qua Cho nên phải phụng hành cả đời Các gì bằng hữu các vị chỉ cần kiên trì giữ được ba tháng sáng tối đều đọc một lần và lại không chỉ là đọc thôi mà buổi sáng cần nhắc nhở mình phải thực hành buổi tối phải biết phản tỉnh sau ba tháng bảo đảm bạn sẽ cảm thấy đạo đức và học vấn của chính mình được nâng lên cao đến lúc đó không bảo bạn đọc thì bạn cũng sẽ tự mình quan hỷ mà đọc mà thọ trì không những học vấn cần phải dung đắp như vậy mà tất cả nghệ thuật tài năng của thế gian cũng không rời khỏi nguyên tắc này đều trước phải chuyên trước tiên phải an định thân tâm thì mới có thể học được tốt trong tài năng nghệ thuật của trung quốc thì quan trọng nhất là lục nghệ chính là lễ nhạc xạ ngự thư số đây là sáu nghề trẻ con người xưa phải học lục nghệ này mà mục đích học lục nghệ này là ở đâu là bồi dưỡng tính tình vẫn là không rời xa việc đơn cao đạo đức tu dưỡng của một con người người hiện tại học lục nghệ để làm gì làm gì vậy là kiếm tiền bạn xem mục tiêu đã sai lệch rồi mà mục tiêu sai thì có nỗ lực bao nhiêu thì cũng là sai cho nên nói nỗ lực có kết quả nhưng không nhất định là có kết quả tốt chúng tôi có một nhà thư pháp là một thầy họ lý cả quá trình học tập của thầy ấy cũng rất là kỳ diệu thầy đã đi thịnh giáo qua rất nhiều vị thầy cũng đã tốn rất nhiều tiền kết quả cũng chưa học được khả năng thật sự sau đó cũng trở nên rất là thiếu thốn khi lại gặp được vị ân sư một đời của anh không những không lấy tiền của anh mà còn để cho anh ở tại nhà của thầy anh bởi vì người thật sự có đạo đức học vấn thật sự có nghệ thuật có tu dưỡng thì họ không xem trọng tiền bạc việc họ xem trọng là gì là có người tiếp tục kế thừa cái văn hóa này hay không cho nên khi thấy được vị thầy họ lý này rất muốn học tập thầy lý thường nói tất cả bạn học của anh đều thông minh hơn anh anh là kém nhất thế nhưng người thầy lại thích anh nhất bởi vì anh rất thành thật anh sống tại nhà thầy mình một khoảng thời gian sau đó vị thầy cũng rất cẩn thận tỉ mỉ đem bút pháp của thư thánh dương hi di truyền lại cho anh trong lúc truyền bút pháp thì vị thầy này đã nói với anh một chuyện tôi nói ta đem bút pháp này truyền lại cho con nếu như con mà không có đức hạnh thì cuộc đời này của con có thể là đã bị ta hại rồi vì sao vậy bởi vì bút pháp này một khi con học được rồi Thì con sẽ cùng một lúc Được cả danh và lợi Con nhất định sẽ có rất nhiều học trò đến học Do lúc này con sẽ được cả danh và lợi Thì lúc này cũng là lúc nguy hiểm nhất Do lúc này con mà không có đức hạnh Lại không biết khiêm tốn Thì tất cả chướng ngại sẽ kéo đến Danh lợi có rồi Con sẽ lại bắt đầu sống quan phí cho nên nghỉ trước có một nhà thư pháp sau khi được cả danh và lợi không có đức hạnh người vợ nói với người đó nếu anh lại không về nhà thì em và con sẽ cũng cùng đến chỗ chết sau đó nhà thư pháp này vẫn không biết quay đầu cuối cùng người vợ mở bình ga ra rồi cùng đứa con tự sát sau đó nhà thư pháp này vẫn là lấy một người phụ nữ khác làm vợ cho nên một người có tài mà không có đức thì không chỉ hại chính mình mà còn lại hại cả những người thương yêu của mình mục tiêu của việc học tập nghệ thuật chúng ta phải rõ ràng là phải thành tựu đức hạnh được rồi tiết học hôm nay chỉ học đến đây thôi cảm ơn mọi người